kính thưa quý vị theo thông tin của bệnh viện đa khoa tây ninh trên địa bàn huyện tân biên vừa xảy ra vụ ngộ độc gây cho ăn nấm rừng hậu quả khiến một người tử vong và hai người đang trong tình trạng nguy kịch các nạn nhân được ghi nhận là ba người trong một gia đình ngụ tại ấp tân thanh xã tân bình huyện tân biên gồm anh chh sinh năm 1980 chị ktht sinh năm 1979 con gái ctcq sinh năm 2006 theo thông tin ban đầu do bệnh nhân cung cấp, vào ngày 4 tháng 6, gia đình anh HH vô rừng hái nấm không rõ loại, tương tự như nấm trứng gà trứng ngỗng về chế biến cho cả ba người cùng ăn. Sau khi ăn, cả ba có triệu chứng đau bụng, ói, tiêu chảy nhiều lần. Ông H tự mua thuốc uống không rõ loại, đến 2 giờ ngày 5 tháng 6 được người nhà đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Cháu CQ có triệu chứng nhẹ hơn nên ở nhà theo dõi. Đến 10 giờ 44 phút cùng ngày thì được người thân đưa đi khám và nhập viện tại bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng mệt, nôn ói, khó thở. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhân bị ngộ độc do nấm không rõ loại, đồng thời xử trí thải độc, điều trị triệu chứng, nâng đỡ cơ thể. Đến ngày 6 tháng 6, anh H có chuyện biến xấu, toàn chuyển hóa nặng, rối loạn đông máu, tổn thương gan thận cấp. Chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc nấm mức độ nguy kịch, được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Vợ và con gái anh Hắc ngay sau đó cũng được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh do bệnh diễn tiến nặng hơn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên đã chỉ đạo lãnh đạo xã Tân Bình đến thăm hỏi chia buồn và động viên gia đình ba nạn nhân ngộ độc nấm.